vị và các bạn, trong nhiều năm qua, phong trào xây dựng nông thôn mới đã trở thành một phong trào được phát triển sâu rộng, không chỉ dừng lại ở các địa phương có điều kiện kinh tế xã hội thuận lợi, mà lan tỏa đến tận các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Việc xây dựng thành công từng tiêu chí của chương trình Mục tiêu Quốc gia Nông thôn mới đều gắn với những câu chuyện, những con người cụ thể, mà cốt lõi của sự thành công này là sự đồng thuận nhất trí cao trong cộng đồng dân cư. Hôm nay, chúng ta hãy cùng đến với câu chuyện xây dựng nông thôn mới tại xã Đà Sa, huyện Lạc Dương. Gia đình anh Liên Sran Ha Thang, thôn 6, xã Đà Sa, huyện Lạc Dương, là một trong những hộ gia đình hiến đất làm đường giao thông nhiều nhất xã, với trên 2.000 m². Khi chưa có chương trình xây dựng nông thôn mới, gia đình anh và các hộ trong thôn phải đi lại trên con đường lầy lội bùn đất và muốn đi ra quốc lộ phải đi đường vòng rất xa. Vì vậy, khi nhận được sự tuyên truyền vận động, gia đình anh đã phá bỏ vườn cà phê để hiến đất mở con đường rộng, đẹp, thông ra quốc lộ 723 này. Bây giờ thì có con đường nhà nước đã quan tâm đã làm rồi, nhưng mà mình đây thấy là cũng rất là sung sướng. Thứ nhất là học sinh đi học, thứ hai là phương tiện về chở hàng hóa phân truyền. Xây dựng nông thôn mới ở Đà Sa còn thể hiện qua cách nghĩ, cách làm, ở hiệu quả của việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, khi ngày càng xuất hiện nhiều mô hình rau hoa công nghệ cao, đem lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân. Bà con người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn không còn trông chờ, ý lại vào sự hỗ trợ của nhà nước, mà mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất. Bữa trước là mình trồng ở đây là sương muối nó ấy hết, cho nên mình chặt hết cà phê. Nghe họ nói là trồng rau là có được hơn, nói vậy thì mình phải bỏ hết cà phê rồi mình trồng rau ở đây. Những con đường tại các thôn bản được thắp sáng nhờ sự đầu tư từ nguồn vốn xã hội hóa và công sức đóng góp của người dân đã thực sự đem lại niềm vui và luồng sinh khí mới cho địa bàn vùng xa còn nhiều khó khăn như xã Đà Sa, Lạc Dương. Khi mà có điện thì nó khác hẳn so với cái trước đây. Chúng ta thấy trước đây là đoạn đường đi bao giờ cũng thấy tối. Bà con đi cũng nhiều khi xe cổ đi đi tối thấy không an toàn. Giờ có điện thì tôi thấy đi đường vẫn an toàn hơn. Hiện nay, xã Đà Sa, Lạc Dương đã hoàn thành 16 trên 19 tiêu chí nông thôn mới. Phấn đấu về đích nông thôn mới vào cuối năm 2017 với nhiều quyết tâm của đảng bộ, chính quyền và nhân dân nơi đây. Trong đó, công tác tuyên truyền vận động được chính quyền địa phương hết sức chú trọng và kiên trì thực hiện. Cả hệ thống chính trị đi, trong đó có đảng, có chức đoàn thể, mà cái vai trò mặt trận rất quan trọng vừa rồi. Đi vận động để bà con hiểu được về con đường, đường xá để xây dựng nông thôn mới, tiến tới xây dựng nông thôn mới. Thì một số bà con họ rõ rất hiểu tầm quan trọng của việc xây dựng nông thôn mới. Khối đoàn thể họ nhập cuộc rất nhiệt tình và họ chịu khó, tuy rằng một số hộ không tiếp đón, họ vẫn cứ nhất thiết phải kiên trì và nhất thiết phải đi vận động cho bằng được. Huyện Lạc Dương nói chung có trên 75% dân số là người đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống còn nhiều khó khăn. Riêng xã Đà Sa có đến trên 80% là người đồng bào. Tuy nhiên, nhờ vận dụng nhiều phương pháp tuyên truyền vận động mà nhân dân địa phương đồng tình ủng hộ chương trình xây dựng nông thôn mới một cách tích cực. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương còn chủ động huy động tổng hợp các nguồn lực để đầu tư xây dựng nông thôn mới. Với sự nỗ lực của đảng bộ, chính quyền và nhân dân nơi đây, tin chắc rằng xã Đà Sa, Lạc Dương sẽ hoàn thành các tiêu chí còn lại về đích nông thôn mới đúng thời gian đề ra. Tham gia liên hoan tiếng hát miền Đông tại Ninh Thuận có 9 đoàn với gần 400 diễn viên đến từ Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Văn hóa Điện ảnh và Trung tâm Thông tin Triển lãm các tỉnh khu vực miền Đông Nam Bộ.